Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn kiếm token free. Dự án hôm nay sẽ là con Melody. Dự án này có token có tên là SNS các bạn nhé. Thì hôm trước thì mình đã hướng dẫn với các bạn khá là nhiều cái dự án Melody để kiếm NFT ấy. Thì cái dự án đấy thì bạn nào có NFT thì các bạn có thể bán được với giá khoảng 0,6 đến 1 đô ở 1 BNB. Nói chung là cũng khoảng 200-300 đô một NFT. Nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ kiếm cái đồng SNS. Cái đồng SNS Airdrop thì hôm trước thì nó cũng đã trả về trên web rồi, nhưng mà chúng ta chưa cho claim các bạn nhé. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ làm tiếp một cái hai cái nhé, một cái ở trên claim này và một cái ở trên bot nhé. Chia sẻ 50.000 SNS nhé. Cái dự án này thì chúng ta sẽ nhận được khoảng 30 SNS tương đương với khoảng 15 đô la trên ví của mình. Đấy, 12 tháng 9 sẽ kết thúc cái chương trình này. Đấy. Thì chúng ta sẽ vào trong cái phần đầu tiên là chúng ta sẽ vào web nhá. Melody chúng ta connect đến ví. Thì sau này thì nó sẽ trả về cái ví này nhá. Đây. Sau này thì nó sẽ trả về ví MetaMask này nhá. Đấy, thì nó sẽ phần không biết là phần gì nhỉ? Đây à? NFT iDrop. Đấy, cái phần iDrop này đấy, tại vì là mình không làm cho nên mình không có ở chỗ này. Có là nó sẽ hiện ở đây nhá, iDrop và Whitelist thì nó sẽ hiện ở đây. Đấy, sau đấy thì họ cho claim sau nhá. Bây giờ là chúng ta chưa claim được nhá. Thì chúng ta cứ connect ví trước. Sau đấy thì mọi người sẽ vào trong cái phần iDrop để chúng ta chat nhé. Đây chúng ta ấn vào join iDrop này. Ở đây thì chúng ta sẽ join hai cái group nhé. Một này. Hai này. Rồi. Quay lại thì chúng ta sẽ theo dõi Twitter. Theo dõi Discord. Theo dõi một cái channel của iDrop nữa. Rồi, mình theo rồi, cái này mình theo rồi. Twitter của nó nữa nhá. Rồi, quay lại thì chúng ta sẽ ấn vào đăng ký này. Ở đây thì chúng ta sẽ select cái phone này, smartphone, tiếp vào email ấn Penny. 1990 account. Rồi. Tiếp theo là ví này, chúng ta sẽ điền cái ví mà chúng ta vừa mới connect đến web lúc nãy nhá. Cái web thì mọi người có thể lên Discord hoặc là Twitter để các bạn có thể tìm nhé. Đây, web đây, web ở đây này nhé mọi người nhé. Đấy, thì mình sẽ không đính cái link web ở bên dưới nữa. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ theo dõi Twitter. Rồi, theo dõi rồi, chúng ta sẽ follow vào chúng ta sẽ copy lấy profile, chúng ta điền vào đây. À, cả Redfin nữa hả? Đây. Redfin cái bài nào ấy nhỉ? 50.000 SMN waiting for you. Không biết là cái nào luôn ấy. Không biết là nó cho cái nào nhỉ? Pinner post. Pinner post thì có mỗi cái này thôi. Pinner này. Chúng ta ấn vào view nhé, copy lấy link này, dán vào bot, rồi theo dõi đít cao. Nếu mà các bạn không làm thì các bạn ấn vào skip nhé. Nếu mà các bạn join rồi thì mình cứ join đi nhé. Join thì mọi người ấn vào I have a joiner. Thôi thì chúng ta join thôi cũng được. Ở đây thì chúng ta copy lấy tên này. Chúng ta phải ấn vào I have joined đã nhé. Đấy, sau đấy mới điền tên này. Rồi channel thì chúng ta ấn vào don nhé, tại vì là mình đã join rồi. Cả Twitter thì chúng ta cũng join rồi. Cái này thì ba group này các bạn join cho mình một cái group nhé. Đấy, join cho mình một cái group. Đấy, group 3 mình join rồi.
Rồi, chúng ta ấn vào Don. Chúng ta sẽ thấy một cái link giới thiệu bạn bè nhé. Các bạn copy lấy link giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia là được nhé. Đấy, coi như là xong cái phần này nhé. Tiếp theo là chúng ta đến cái phần bên web. Web thì chúng ta cũng điền y chang như thế thôi mọi người ạ. Đây này. Ví này. Vẫn là cái ví mà chúng ta đã làm lúc nãy thôi. Đấy, ví MetaMask nha. Ở đây thì xem nào. Xếp 3 đến 12. À, đúng 12 là kết thúc. Bên kia cũng 12 nhé. Channel thì chúng ta ấn vào theo dõi ở trên Discord này. À, ở trên YouTube. Đấy, chúng ta join vào trong YouTube nhé. Ấn vào Continue. Flow Panel này thì hình như là mình đã flow rồi. Metalian VC. Rồi. À, Twitter Profile. Nó hỏi Profile thì mọi người cứ điền Profile dán vào cho mình nhé. Đây. Đấy. Đây cũng thế. Còn cái này thì mình đã theo rồi. Telegram cũng theo rồi. Cái này cũng theo rồi. Melody cũng theo rồi. Red Twin thì mình red lại thôi. Bài này nữa là red lại nữa là ok này. Đấy, coi như là xong đấy mọi người. Nhiệm vụ cũng khá là đơn giản thôi. Thì mọi người cố gắng làm nhé. Link mình sẽ để ở bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị cho các bạn cùng tham gia nhé. Tức là dự án này. Đấy, kết hợp với con Melody nhé. Để ra cái glam mình đang làm đây là nó kết hợp với nhau nhé. Còn cái này nữa thì chúng ta làm nốt đi nhá. Còn một cái link này nữa thôi. Chúng ta ấn flow phát thôi. Đây, flowing. Copy lại profile nhá. Dán vào đây. Ok chưa mọi người? Thế là xong nhá. Đấy, 12 là kết thúc còn khoảng còn một ít nữa thời gian nữa thôi. Thì bạn nào mà chưa làm thì các bạn làm luôn nhá. Mình sẽ để link ở bên dưới cho các bạn cùng tham gia dự án này. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn ở dự án này nhé. Mình chắc chắn luôn với các bạn là nếu các bạn kiếm được đồng SNS này là có giá luôn đấy. Đúng không mọi người nhé? Đấy, mai kia là có thể bán được mọi người nha. Đấy, ideal của nó là 0,5 đô la một đồng rồi mà. Phải không các bạn? Đấy. Chứ ở bên iDrop kia mình thấy là có khoảng 100 mười mấy coin ấy, chưa cho rút đấy mọi người ạ. Nếu mà rút mà cứ giá thế này mà nhân 10 là khoảng 5 đô một đồng thì hơi bị tuyệt vời đấy mọi người. Ok, mình sẽ để link cho bên dưới video phần mô tả hoặc là phần hiển thị thêm để cho các bạn cùng tham gia dự án này nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.